tại công trường này được thực hiện bình thường, tuân thủ nghiêm quy định hiện hành về phòng chống dịch và các yêu cầu được quy định như sau: đối với cá nhân thực hiện đúng quy định 5K, khẩu trang khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế, có mã QR và thường xuyên sử dụng mã QR khi vào ra địa điểm công cộng, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, các địa điểm sản xuất kinh doanh sự kiện đông người. Khi có triệu chứng nghi mắc COVID-19, ho, sốt, đau họng, mất vị giác, khứ giác, không được tự ý đi mua thuốc chữa bệnh, phải báo cơ sở y tế nơi gần nhất để được phân luồng khám sàng lọc. Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở doanh nghiệp, phải có phương án, kế hoạch hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong từng lĩnh vực theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch và các bộ ngành trung ương, chịu trách nhiệm triển khai các